Ngày 12 tháng 1, Công an TX Dị An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ cái chết của nữ sinh Hà Thị P. SN 1994, sinh viên năm cuối trường Đại học Tôn Đức Thắng, ở trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Phường Đông Hòa. Đôi nam nữ nằm bất động trên ghế đá cạnh nhiều chai thuốc trừ sâu ở làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo điều tra từ Công an TX Dị An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2018, tổ cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đi tuần tra trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, TX Dị An, tỉnh Bình Dương. Khi đến con đường dẫn từ ký túc xá khu A vào trung tâm giáo dục quốc phòng thì tổ tuần tra phát hiện đôi nam nữ ngồi trên ghế đá bên đường có dấu hiệu bất thường. Kiểm tra thì phát hiện cả hai vừa uống thuốc trừ sâu nên đưa đến bệnh viện. Công an có mặt khám nghiệm thu giữ nhiều chai thuốc sâu trong cặp của nam thanh niên. Qua điều tra, công an xác định hai nạn nhân là Hà Thiện V, 28 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, và Cái Kim V. Đến 4 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2018, nữ sinh V. Trong khi đó, V đã tử vong ở bệnh viện, bị thương nhẹ điều trị và xuất viện sau đó. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an nhận định đôi nam nữ đã uống thuốc trừ sâu tự tử tại đây. Chiều cùng ngày, Trung tâm Quản lý và Phát triển Đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo thông tin chính thức về vụ việc đôi nam nữ tự tử trên ghế đá trong khuôn viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình không tin nữ sinh tự tử, nghi vấn cái chết bất thường của con em mình có liên quan đến bạn trai cũ chị Hà Thị Nga, SN 1989. Ngũ Quận 9, là chị ruột nữ sinh P, cho hay, gia đình không tin rằng em của mình tự tử. Gần một tháng sau cái chết của P, phía gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin kết luận liên quan đến cái chết của em. Cho biết, sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, P, người chị gái của nữ sinh P, đi khỏi nhà và có nói là đi xin việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Lúc ra khỏi nhà, nữ sinh vẫn rất vui vẻ và không có dấu hiệu buồn phiền gì. Đến 19 giờ cùng ngày, gia đình không thấy P. Lúc này, chị Nga đã gọi điện thì P trở về nhà nên tỏ ra lo lắng, nói đi với bạn và sẽ trở về trong tối cùng ngày. Nói nên gia đình cũng an tâm phần nào. Vì P. Đến 21 giờ cùng ngày, chị Nga và người thân nhận được điện thoại thông báo về việc P và một nam thanh niên tự tử bằng thuốc trừ sâu ở đến con đường dẫn từ ký túc xá khu A vào trung tâm giáo dục quốc phòng trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, TX Dị An, tỉnh Bình Dương và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Nghe tin sét đánh, chị Nga cùng người thân vội chạy vào bệnh viện thì thấy P đang được các y bác sĩ cấp cứu điều trị. Chị Nga và người thân có hỏi một số người chứng kiến thì cho hay rằng P cùng nam thanh niên được phát hiện nằm bất động ở ghế đá. Lúc này, mọi người mới biết nam thanh niên đi cùng P là V, cũng là bạn trai cũ chia tay cách đây chừng hơn một năm. Theo những người chứng kiến thì thời điểm phát hiện đôi nam nữ, cạnh đó có hai vỏ chai thuốc trừ sâu đã được pha vào chai nước suối. Gần đó còn có ba lô của V, chứa một chai thuốc trừ sâu mở nắp và một lá thư tuyệt mệnh được cho là của V. Người chị gái Phương nói, em gái tôi, tức V, có quen biết với V từ cách đây khoảng 4 năm về trước. Cả hai có thời gian yêu nhau và phát sinh tình cảm nam nữ. Cảm thấy tính V, tuy nhiên, đầu năm 2017, V thời gian đầu chia tay, V bạo lực nên đã nói lời chia tay. Không tiếp xúc cũng không liên hệ với V, về phần V thì vẫn nhắn tin, gọi điện và thậm chí tìm tới nhà gặp V. Nó không chịu và muốn chấm dứt nên V để níu kéo tình cảm. V nó nhắn tin, gọi dọa sẽ giết em gái tôi và người thân. Cũng trong khoảng thời gian này, V có tìm hiểu và quen biết với một chàng trai. Sau khi tiếp xúc trò chuyện thì cả hai hợp tính nhau nên dự định tiến tới hôn nhân. Hai bên gia đình cũng đã gặp nhau và tới tháng riêng sẽ tổ chức, chị Nga cho hay. Chị Nga nói thêm, từ khi có bạn trai mới, V vui hơn và không có chuyện gì lo nghĩ mà phải tự tử. Khi tử vong, V có nhiều vết thương bất thường ở vùng cổ, ngực. Xung quanh cái chết của V vẫn còn nhiều điều bí ẩn mong công an làm rõ. Gần một tháng về cái chết của nữ sinh ở làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì phía gia đình vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ công an. Gia đình nghi ngờ cái chết của con em mình có nhiều bất thường. Đồng thời, gia đình mong cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự.
yêu cầu Trung tâm Quản lý và Phát triển Đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đính chính thông tin. Xin lỗi vì đã sớm ban hành văn bản rằng P. Tự tử khi chưa có kết luận điều tra. Cùng V. Trao đổi với lãnh đạo công an TXCG An, tỉnh Bình Dương xác nhận hiện vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ án.